Chị ba, năm nay mày bao nhiêu tuổi đầu rồi? Không lo kiếm vợ, ở đó còn lo lướt tớp tớp nữa. Trời ơi ba ơi, con nói với ba nghe nè, chuyện cua gái á, đối với con rất là xa xỉ. Bây giờ nè, thử con với ba, con mãi cua gái coi ai được trước. Ok, đi đi. Để con. Rồi rồi rồi. Em làm bạn gái anh nha, anh yêu em. Yêu cái thằng cha mày. Đấy không, nó không cua, nó cũng yêu tao như đó. Trời ơi, trời ơi. Từ từ, từ từ. Cảnh chuyện gì đó rồi, nghe nói mùng một mình làm gì là cả năm mình làm vậy phải không? Đúng rồi, tâm linh không thể đùa được. Tao nói mày năm ngoái mùng một tết tao ngủ thức dậy xong cái tao đi đánh răng, cái cả năm ngày nào tao không đánh răng hết. Ừ, hàng chi cứ miệng xuống hình ai hút gì mà chó mày thử vậy, thử vậy gì vậy? Đón con về là anh chạy đi nhà anh bấm điện thoại vậy? Suốt ngày biết có cái điện thoại thôi à. Rồi tới chừng nào nó biết đó không phải là con mình. À, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Hôm nay cô đây thừa nhận. Mắc gì tôi không dám thừa nhận. Anh chạy ra ngoài anh coi thử cái thằng nhỏ anh mới đón về phải con mình không? Ủa mày con ai vậy? Mày đón tao về mà mày hỏi. Trời ơi! Béo. Hả? Làm gì buồn chứ hả? Buồn lắm, em nói anh nghe cái này nè. Có gì? Em quen bạn gái em 2 năm. Ừ. Tới ngày ra mắt. Cái bên bạn gái em nói là không cho em quen. Sao không cho em quen? Nói em nghèo. Trời ơi là trời. Vậy đi mua chuột đi. Sao mua chuột được anh? Người ta không chịu mình mà. Ý là tao kêu mày đi mua chuột á, về nhậu đỡ buồn á. Chứ mẹ có tiền sao mày quen gái được. Đi ra chút mắt. Đang buồn gặp ông giọng ông giờ ra. Không có tiền mày đặt nuôi gái người ta. Sao anh thấy Gương đi chơi với anh em á, không thấy Gương chụp hình với chứ gì? Tại vì em mập, em chụp hình có ăn ảnh. Trời ơi, cái đó cái khuyết điểm mình thôi. Anh thấy Gương còn nhiều cái ưu điểm lắm. Ưu điểm của Gương như là ăn nhiều nè, ăn bám nè. Nhiều khi Gương chơi với anh em á, Gương còn ăn gian nữa. Ừ, tôi ăn gian thiệt nhưng mà ông chỉ sàn ông ăn ghét nè. Em hẹn anh ra đây, có chuyện gì không? Mình chia tay đi. Sao vậy? Anh keo kiệt quá. Em có thể cho anh nắm tay lần cuối được không? Nè, nắm đi. Nếu em rút tay ra được, anh sẽ đồng ý chia tay. Yêu em lòng này nhói đau, thương em nhiều, càng từng miền sâu. Má, khốn nạn, có chiếc nhẫn cũng lấy lợi nữa. Yếu thì mà. Béo, hả? Đừng làm gì vậy? Em lười một bước để tìm tình yêu, mà em lười nãy giờ ba mươi mấy bước rồi mà chưa thấy. Phải rồi, thấy không? Anh à. Thôi đi nha. Anh à. Dạ kêu đây. Không trả đó, làm gì anh? Ê. Ba kêu con gì? Mày lớn rồi mà còn đánh đứa nít, mày ra đầu khốn nạn. Vậy sao ba đánh con được? Yếu mà. Hãy vui lên đi cho tình yêu bước quay về, yêu nhau yêu đi em cho đời vang lên tiếng. Hai Hải đi đâu vậy? Tao dắt con gái tao lại uống cà phê chung với hai ngày nè. Tao không có bảy ngày, tao phải một vợ tao. Ai hút gì mà? Chán. Anh cho em chăm. Em nên làm vậy với người sao?
được của nó đấy. Bỏ cái bệnh nó ra nghe mày. Trời ơi. Trời ơi. Ê, hết chỗ rồi đi quán khác đi. Từ từ đi. Làm gì? Từ từ tôi nói cho nghe. Ừ, alo, rồi tao thấy người yêu mày đi với ai đây nè. Trời ơi. Tính tiền. Tôi nghe chà đào đi. Cho mày. Gì ba? Sao ngày nào mày cũng còn chức máy tính đi chơi game hết trơn vậy? Còn chơi xong cái này con nghỉ. Mày nghĩ liền, mày đi ra ngoài mày chơi với tao cái. Ai út mà. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Ai ngửi cũ mày kìa. Thôi đừng có buồn mày ơi. Từ sau này cũng chia tay rồi. Tao biết rồi, tao chỉ qua hỏi thăm nó xíu thôi. Bỏ tao rồi. Đấy, làm gì mặt đâm chiêu vậy? Em làm không ra tiền á, rồi không có ai trọng em hết trơn á. Vậy mà muốn người ta quỳ gói người ta tôn thờ mày không? Muốn! Lên bàn thờ rồi. Đặng ra tiền muốn suy nghĩ hoài. Cái này hay ta, không lẽ là chảnh ngồi thiệt sao ta?